Em chào tất cả mọi người đến với kênh của em ha. Hôm nay chị Linh sẽ chia sẻ cho anh chị những cái vườn hoa mà bên em cái mã nó còn nha anh chị. Chào mọi người nha. Vườn em hiện tại là còn có một số loại hoa như sau. Ban mai. Hoa ban mai vườn em có nhiều màu nha. Nó có nhiều màu lắm, nó có 4 màu bốc lộn xộn. Chậu 6 cây, chậu 5 cây. Giá luôn. Giá 80.000 một cặp. Nói chung với màu gà phụng, màu gà thấp búa luôn nha. Phụng thì em chỉ còn phụng vàng khoảng 100 chậu nữa thôi. Thấp búa thì em còn khoảng 200 chậu. Đây, màu gà phụng nha anh chị. Rất là sáng nha. Em quay cho anh chị xem nè, rất là sáng luôn. Đây, đang ban mai bên đây có còn anh chị ha. Hôm nay lên màu đẹp lắm. Nên anh chị xem nè. Đủ thứ màu luôn. Đủ thứ màu luôn nha anh chị ha. Rất là đẹp. Chậu rất là to phụng. Đây. Anh chị xem ha. Rồi đi theo chân chị Linh, chị Linh sẽ giới thiệu tiếp. Nay không còn chia sẻ gì nhiều, chỉ có quay bán hoa nha anh chị ha. Anh chị nào cần thì cứ xuống vườn ha. Bữa giờ em cũng chia sẻ cái địa điểm đó ở Bình Lạc, Thành Công, Gò Công Tây, Tiền Giang. Tiger của vườn em 130.000 cặp. Đây, anh chị xem nè. Tiger 130.000 cặp. Đây, cái màu vàng rất là đẹp anh chị. Cam. Màu vàng cam. Có bán hướng dương gì nữa, ra bán luôn. Hướng dương của em hiện nay nó nở. Hướng dương nha anh chị ha. Rồi giàn thọ mình hết rồi phải không? Giàn thọ bên vườn hết rồi, bây giờ có. Giàn thọ bên em hết rồi anh chị ơi. Chỉ còn những cái loại như lúc nãy giờ em chia sẻ anh chị ha. Giàn hè. Biết bao nhiêu cặp rồi Linh? Giàn hè là 130.000 cặp nha anh chị ha. Đây. Số lượng nhiều là còn giảm. Anh chị mua số lượng nhiều là còn giảm đó nha, còn thương lượng. Đây nè, anh chị xem, giàn hè nè. Giàn hè anh chị ha. 130.000 nha anh chị. Đó. Em cập nhật giá cho anh chị buổi sáng hôm nay nha. Chung là em cập nhật nó liên tục luôn á. Anh chị lái nào mà thích vườn á, chung là hạp nhãn anh chị liên hệ nha. Số điện thoại là 0397 433 821. Gặp ngay cái chị này nè. Là chuẩn giá nha. Dạ, gặp ngay là em nha. Rồi gặp ngay chị này nha. Khác là không phải nha. Rồi em cũng mến chào nha.